Cửa hàng Lột Máy Cưa xin chào toàn thể các quý vị và các bạn. Có anh em nào đang cần tìm một chiếc máy cắt cỏ giá thành thì vừa phải cho anh em đấy, nhưng mà chất lượng thì vẫn đảm bảo không ạ? Thì hôm nay cửa hàng chúng em lên cho anh em hai con máy cắt cỏ này anh em nhé. Hai con này thì nó là hàng máy lớn đấy anh em, để cho anh em chuyên về sử dụng đập phát cước hoặc là anh em về sử dụng một cái tần suất nhiều anh em nhé. Đó, giá thành thì chưa đến hai củ khoai luôn anh em. Hôm nay cửa hàng chúng em bán giá cực kỳ ưu đãi cho anh em luôn, để cho anh em có sự lựa chọn nha anh em nhá. Đầu tiên là con máy này. Đấy, con này thì nó là máy Fukiwa FVK330 này. Đấy. Con này thì nòng của nó là 36mm. Công suất của con này thì có 33cc. Con này thì nói chung là cái tần suất là hàng tầm trung và nhẹ nhàng cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình. Giá thành thì chỉ có 1 củ tư thôi anh em nhá. 1 củ tư này là 1.400.000 anh em nhá, cho con máy này Fukiwa này đây anh em. Con này đặc biệt nó sử dụng là côn to luôn anh em. Đấy, cho anh em. Đó, vòng tua của nó rất là cao. Đây, phần tum này rất là thiết kế, rất là chắc chắn và chất lượng nha. Dạ. Nếu mà anh em đang cần tìm một chiếc máy cắt cỏ nhỏ nhẹ, hoặc là anh em cần một chiếc máy cắt cỏ giá thành vừa phải, thì hãy tham khảo thử con này nhá. Con này thì chỉ có 1.400.000 thôi anh em. Máy Fukiwa 330 nhá anh em nhá. Đấy, rồi giờ test đổ cho anh em nghe qua con này trước này. Nghe rất là sướng tai và êm ái luôn anh em. Anh em lấy con này sẽ theo kèm cho anh em là một lưỡi cắt cỏ này, một ổ phát cước này, một chắn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề anh em nhá. Đây, cái phần cùm ngái của máy này rất là chắc chắn cho anh em luôn. Nó thiết kế cho anh em thêm cái cao su ở dưới này để nó bao bọc cho cái cần máy nhá. Đấy, khi anh em xài sử dụng với tần suất nhiều thì nó sẽ có bị tình trạng là bị gãy cần ở cái đoạn này. Nhưng mà nó có cái cao su ở đây rồi thì anh em không cần phải lăn tăn luôn. Đó. Rồi, còn cái con máy nòng lớn đây anh em, con này thì nó là nòng 40mm cho anh em chuyên về sử dụng đập phát cước rẫy nương nhiều. Anh em đi làm thuê, làm mướn, phát thuê, phát mướn ấy ạ. Anh em lấy con này cho cửa hàng chúng em thì chỉ tầm khoảng 5 hôm hoặc là 1 tuần là anh em lấy lại được vốn rồi đúng không? Đấy, chưa đến 2 củ khoai mà, chưa đến 2 triệu đồng, 1.950.000 thôi anh em nhá. Con này sẽ theo kèm cho anh em là cũng là một lưỡi cắt cỏ này, một ổ phát cước này, một chắn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề nha anh em nha. Dòng này thì nó tích hợp cho anh em là chế Zin 3 Master Pro luôn anh em, nên là hốc xăng thì sẽ như ngửi luôn anh em nhá. Đấy, chụp giật sẽ là chụp giật trợ lực này. Và đặc biệt con này ấy, thì tay bộ tay ga, tay lái của nó này. Đấy, là cái tay ga là tay ga Nhật luôn anh em nhá. Đó, đây cái này thì nó sẽ có tăng giảm ở đây này. Anh em thấy không? Có tăng giảm cái phần cò bóp này đây anh em bóp cả ngày không cần phải lăn tan gì luôn anh em nhá. Đầu bò đây là đầu bò chắc chắn cho anh em này, anh em nhìn thấy không, đầu bò rất là dày nha anh em nhá. Đấy, con này thì 1.950.000 thôi anh em. Rồi giờ test nổ cho anh em nghe qua nhá. Tum vẫn là tum to nha anh em nhá, tum là tum to luôn này, côn là côn lớn, tum là tum to. Ốc này thiết kế này rất là nhiều con ốc luôn, rất là chắc chắn cho anh em nha anh em nhá. Hốc xăng thì như ngửi luôn, con này thì nòng lớn của nó một ngày hết tầm khoảng 2-3 lít xăng thôi anh em. Test nổ cho anh em nghe qua này. Bơm xăng lên. Đọc nghe. Rồi, em đã giới thiệu cho anh em hai con máy cắt cỏ này. Anh em đang cần tìm máy cắt cỏ thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em anh em nhá. Xin chào toàn thể anh em.